Đó các bạn ơi, bây giờ chuẩn bị hai vợ chồng ra xe để đi đến chợ Hàn Quốc. Đó là kia, chào cô chú đi con. Mỗi lần mà thấy bà xã sửa soạn là bắt đầu là cô ta ngồi dậy đó buồn. À, biết chuẩn bị là má đi, đẻ đi với má mì chuẩn bị sắp sửa đi rồi. Phải không? Hello cô chú đi con. Su đâu rồi? Su đâu rồi? Su đâu? Su đâu? Su đâu? À, em Su là lo thủ cái giường trước rồi, cô chú thấy chưa? À, ở nhà với chị hai nghe chưa? Để đi với má mì đi chợ trong vòng 2 tiếng đồng hồ về. Nhớ nghe chưa, ngoan nghe con. Là Ở nha. nhà thích khe chị nghe không? Ở nhà nhớ là không được gọi chị hai. Nghe chưa Su? Chị hai ngủ là không được gọi chị hai, ok? Chút xíu để đi về mà thấy mà lung tung là sẽ bị đòn. Ok. Thôi bye bye là. Rồi, bác mày mặc áo lạnh vô đi chợ đây kìa. Hai chị em ở nhà nha con. Nay bé là thích ăn cái gì nè? Số nói chuyện má mì đàng hoàng à. Là muốn ăn cái gì thì mua cho nha, là mua cho đi cây gít gơ nè hả con ha. Ok thôi bye bye cô chú đi, để đi má mì trễ giờ rồi. Xin bye cô chú, rồi hẹn gặp lại ở Smart các bạn. Đây các bạn, thì bây giờ hiện tại hai vợ chồng đang trên xe, cũng như đại gia đình mình thấy đó, cái sinh hoạt của gia đình như là bêu là với Su, mỗi lần mà hai vợ chồng ra khỏi nhà các bạn khó khăn lắm. Chẳng thà mình đi làm ra một mình thì quen rồi, mà mỗi lần mà thấy bà xã mà đi chuẩn bị mà thay đồ đi ra thì hai đứa nhỏ trong nhà nó lung tung, nó sợ cô đơn đó các bạn, cho nên thấy em cũng tội nghiệp lắm. Xin chào hai em, là thấy thấy má mì sửa soạn đồ một cái là bắt đầu là chạy đó, là ngồi dòm ngồi ngó rồi làm thấy tội lắm. Cứ mỗi lần đi cũng vậy, dặn dò hai đứa là ở nhà, nhất là em Su á các bạn, em Su lúc nào cũng vậy. À, em Su take care lo cho chị hai lắm. À, hai đứa thương nhau lắm. Chị hai lo à? Chị hai thì lo cho Su ăn uống thôi, còn Su thì lo chị hai vấn đề về nhà mà vắng người, rồi là Su lúc nào cũng là giữ nhà tung tăng. Hôm nay ngoài trời tiết đẹp em, Thời tiết quá đẹp luôn đó chứ, đẹp mà ấm nữa. cũng không ấm nhưng mà không có trong trời, trong trời vậy là thấy có khỏe rồi. Không, đối với tháng này như vậy mà vậy là ấm ấm rồi đó em. Vậy hả? Ừ, tháng 1 mà trời hôm nay bên ngoài nắng đẹp các bạn. Bây giờ cũng vào tầm buổi trưa đó, cho nên sinh hoạt xe cộ thì nó cũng không có nhộn nhịp mấy các bạn. Giờ này là cái tầm đi ăn trưa đó em. À, cho nên xe cộ nó cũng hơi bận rộn chút xíu vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi gì mấy. Đây các bạn ơi, tình cờ mình đến đi ngang qua một cái thương hiệu này nổi tiếng các bạn. Thương hiệu này là
thuộc về trong những thương hiệu sản xuất microphone Việt Nam mình gọi là micro đó các bạn. Đây, các bạn thấy cái nhà, một cái tòa nhà mà đang hiện ra trước mặt đó, đó là cái tòa nhà của hiệu microphone, hiệu Shure đó các bạn. Đó, các bạn thấy bên cái góc phía tay phải đó, cái chữ Shure đó các bạn thấy chưa? Đây là tổng hành dinh của hiệu sản xuất hiệu Shure nằm ở đây. Các bạn nhớ nha. Hiệu này rất là nổi tiếng các bạn. Hiệu này cũng là trong những hiệu lừng danh của thế giới. Rồi, mình hẹn nhau gặp ở chợ Hàn Quốc em nha. Dạ, yeah, đúng rồi. Ok các bạn, mình trên đường tiến đến đó. Đây các bạn ơi, cuối cùng vợ chồng mình cũng đến supermarket S-Mart đây các bạn. Bây giờ vợ chồng mình tiến vào bên trong. Mời đại gia đình mình tiến vào bên trong để xem coi trong chợ S-Mart của người Hàn Quốc họ bán những cái gì nha. Mà các bạn biết đó, ở đây là trong những cái ngôi chợ lớn nhất của người Hàn Quốc tại đây. Cũng là trong những cái ngôi chợ lớn nhất của người châu Á mình. Tại Chicago các bạn. Ở đây có những cái cộng đồng người Việt, rồi cộng đồng người Hàn, rồi cộng đồng người Campuchia, người Lào. Nói chung là châu Á mình thì sống ở nơi đây thì họ mỗi người có một cái cộng đồng riêng cho mỗi quốc gia của họ đó các bạn. Bây giờ mình đang tiến vào bên trong nha. Đây, sơ lược cho các bạn thấy. Chợ này bán đầy đủ các loại các bạn, không thiếu một cái thực phẩm gì hết. Em ơi, bây giờ trước khi mình đi chợ đó, mình ghé quầy ăn cái đi nha. Ok em. Quầy ăn ở đây họ bán đủ các loại. Họ bán đầy đủ các loại các bạn. Đây nè, bánh của... Hey, how are you? Đây là người bạn, người bạn các bạn, người bạn Hàn Quốc. Người bạn này họ thích mình lắm. Lâu lâu mỗi lần tới gặp mình là họ mừng. Nhưng mà hôm nay thấy cái camera họ bỏ họ chạy. Đây các bạn, bánh của người Hàn người ta làm các bạn thấy không? Giá cả rất là mềm mại các bạn. Một cái bánh như vậy là 2.99 có nè. Rồi 1.99. Các bạn thấy đủ các loại bánh. Đủ các loại bánh các bạn. Đây, bây giờ mình đi lại order. Em order chưa? Ở đây đi, đi tới luôn. Đó, ở đây cũng có bán này cái gì đây em? Bây giờ ok mình ăn cái món na số 3 được không? Món số 3 là món nó món gì? Món đó là seafood, spicy seafood. Spicy seafood. Hay là mình ăn cái Korean spicy seafood không? Bán cái gì? Đó các bạn thấy đây là những cái món ăn, cái này cũng như là món ăn nhanh buổi trưa rồi các bạn. Mình đi. Sao em? Ok. Trong đó có gì trong đó? Nó seafood thôi. Ok. Tàu hũ
Rồi. Ok. Em okay. Ăn cái sweet and sour. Ok. Đó các bạn, buổi ăn trưa của vợ chồng là 20 đồng, rất là đơn giản các bạn. Bây giờ mình kiếm một cái vị trí để hai vợ chồng ngồi. Xong rồi các bạn ơi, thức ăn ra rồi. Đây nè, các bạn thấy một tô không? Đó, nó có đầy đủ các bạn. À, trong này nó có tôm, rồi nó có tất cả các món seafood trong này. Nhưng mà để chút xíu nữa mình sẽ coi thử bên trong họ bỏ những cái gì trong này nha. Number 48 là của ai, của anh hay là của em? Cái này của anh, còn của em một cái nữa chưa có. Rồi. Chưa order. Một cái nữa không? Wow, em kêu món gì mà hấp dẫn vậy? Sweet and sour. Sweet and sour các bạn. Ngọt, chua ngọt. Chua ngọt hả em? Chua ngọt. Wow, hấp dẫn quá ta. Không biết ngon. Em cởi cái áo cái. Anh biết em ăn 2 kg 7 rồi. Thôi, mình mời đại gia đình cùng dùng bữa trưa với gia đình nhé. Mời cả nhà. Rồi. Để xem coi bên trong này có cái gì nè. Đây các bạn, cái con phở của nó nhìn mình thấy giống như là con bún vậy đó các bạn. À giống như là bún bò Huế vậy đó. Yeah. Bên trong nó lúc nào cũng vậy, người Hàn họ ăn cái gì họ cũng có cái tàu hũ các bạn ơi. À, tàu hũ. Rồi đây là tôm. Trong này có nấm. Rồi cải. À, cũng đầy đủ lắm các bạn. Để mình coi cái nước của nó như thế nào nha. Mình hấp thử cái nước nó như thế nào. Wow, cay, nước hơi cay, cay lắm. Cái này nếu mà ai mà ăn cay không được là thua đó. Đây nè, thử chút xíu đây. Cay. Cay quá, cay xì quá. Còn cái của em là thịt gì? Heo. Heo hả? Heo chấm như này. À, để đưa cho bạn xem cái heo. Đây các bạn, đây là heo. À, có giòn không em? Ok. Được. Ngon, dễ ăn. Em nghĩ nước cay quá anh ăn khỏi. Nãy nó kêu bớt spicy mà em nói spicy á, muốn thử danh nó thì cũng sao đó, nó ăn được mà. Cái mì này đó các bạn, ăn nó khác cái mì của Việt Nam. À, nó khác cái con bún hay là hoặc giả hủ tiếu hay là phở, khác. Người Hàn họ ăn cái gì cũng vậy các bạn ơi.
lúc nào họ cũng có bỏ kim chi em hả? Bỏ kim chi là thấy là chính của người Hàn Quốc. Kim chi là chính á. Ăn cái gì phải có kim chi. Cũng như người Việt Nam mình ăn, ăn cái gì cũng phải có một đĩa rau sống. Nếu không có dĩa rau sống thì bữa ăn đó nó không ngon. Đúng rồi. Để anh đi lấy hai chai nước nha. Một chai là em không uống. Cái chai nước lọc hiệu này đó các bạn, ở trong này họ bán giá là $1.50, đồng 50 xu là tầm 30.000 Việt Nam, 30.000 35.000 đồng chai nước. Em ăn thấy vừa miệng không? Như bữa ăn vậy là nếu tính tiền Việt Nam thì 20 đô là bao nhiêu? 20 đô là tiền Việt Nam mình là đoán cái tầm thôi chứ mình cũng không có rằng mấy, tầm khoảng 450 ngàn, 450 ngàn, 460 ngàn. Vợ chồng sống bên này lâu rồi, cái tiền Việt của mình đó các bạn, mình cũng hơi bị lòng còng cái điều đó. Cho nên nhiều lúc mình tính tiền của bên này rồi mình tiền đô của Mỹ rồi mình tính của tiền Việt Nam, có hơi bị lòng còng, cho nên nó không đúng thì các bạn thông cảm nha. Cũng lâu quá mình không có về thì đúng rồi. Có về đi chăng nữa em vẫn còn bị lòng còng mà. Câu này quá bự, anh phải giải quyết cho nó gần hết cái đã rồi anh mới phụ em được. Ăn xong rồi mình đảo một vòng chợ để các bạn xem tham quan hết cái chợ ở đây nhé. Mới ăn á thì em nghe nó cay, nhưng mà khi mà ăn nó quen cái miệng rồi đó, đỡ lắm, nó không có cay. Cũng vừa ăn nó làm cho cũng hấp dẫn lắm em, nhờ cái sốt này, cái nước này nó cay đó, nó mới đưa thích ăn vô nó ngon. Em muốn ăn miếng không? Đổi không? Ok. Được. Đổi các bạn. Này các bạn dễ ăn, cái này nó giống như là cái dạng mà mình ăn chơi vậy đó,
ăn cái kiểu mà appetite á. Ví dụ trước khi mình ăn một cái món gì đó thì có cái đĩa này lên mình quay quần mình ăn mỗi người một vài lát đó thì thú vị lắm. Nó tạo cho mình một cái kích thích để mình đưa cái thức ăn vô trong trong người nó dễ lắm. Cái ẩm thực của người Hàn Quốc họ cũng rất là hay. Hôm nay mục đích em đi chợ là em mua món gì? Rau cải, thịt bò. Thôi, video đến đây vợ chồng cũng xin tạm ngưng rồi. Ăn xong mời các bạn cùng gia đình đi vòng quanh một cái chợ một vòng nhé. Đại diện gia đình xin kính chúc toàn thể đại gia đình một ngày mới thật là an lành. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt. Bye.